Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái switch. Thì cái câu lệnh switch này thì nó cũng tương tự như là cái câu lệnh elif mà mình đã giới thiệu ở bài học trước. Thì với cái elif thì mình có thể kiểm tra được rất nhiều cái trường hợp và cái điều cũng như cái điều kiện. Nhưng ở cái switch này thì cái việc kiểm tra điều kiện của nó sẽ được giới hạn đấy, và nó chỉ được sử dụng khi mà chúng ta cần phải kiểm tra một số ít cái điều kiện đấy. Là trường hợp sẽ với những cái trường hợp nhỏ thì sẽ số lượng trường hợp nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái switch này. Về cái switch này thì mình sẽ giới thiệu một cái ví dụ thực tế như sau. Mình có một cái chìa khóa và một số cái ổ khóa, thì để mở được cái, để tìm được cái ổ khóa trùng với cái chìa khóa đó thì mình phải đi tìm lần lượt để thử xem cái chìa có trùng với ổ hay không đấy. Như vậy là chúng ta phải làm việc tuần tự lần lượt đấy để tìm ra được cái ổ khóa cần tìm, và sau khi tìm được thì chúng ta mở và đi vào ạ. Thì sau đây mình sẽ nói đến một cái cấu trúc cơ bản của cái lệnh switch. Đầu tiên thì nó switch và điều kiện đấy, và trong cái dấu phóng đoạn này là một khối lệnh. Cái đầu tiên nó được hiểu như là một cái trường hợp đầu tiên đấy. Tiếp theo là sẽ là một cái cây thứ hai, là trường hợp thứ hai. Nó tiếp tục kiểm tra đến lúc nào mà không còn cái điều kiện nào nữa đấy thì nó sẽ default, tức là nó sẽ về cái mặc định của nó. Và các bạn lưu ý thì với cái lệnh switch này thì cái cây ở đây, cây chính chị các bạn phải là số nguyên. Cái cây này phải là số nguyên, ví dụ như âm 1, âm 2, 0, 2, 4, 6, 8 hay là 1, 3, 5, 7, vân vân, hay cái gì đó. Và bắt buộc nó phải là một số nguyên thì nó không được dùng cái số thực. Và như mình đã nói trước thì khi không còn cái trường hợp cây nào nữa thì nó sẽ nhảy vào cái default này, tức là cái mặc định của nó nhảy vào cái default này. Và cũng tương tự như cái câu lệnh elif ở phần trước mình giới thiệu, thì ở trong cái cây này thì mình có thể khai báo một hoặc mình có thể sử dụng một hoặc nhiều lệnh. Và bắt đầu ở cái cây này thì mình có cái dấu hai chấm này đấy. Các bạn không phải sử dụng cái dấu móc nhọn như thế này đấy, không cần phải sử dụng cái dấu móc nhọn, mà nó sẽ thay thế bằng cái dấu hai chấm này. Ở đây thì mình có thể viết cùng một hàng hoặc có thể là xuống hàng như thế này đấy, đều được, đều như nhau cả đấy. Đấy. Và để làm rõ hơn về cái câu lệnh switch này thì mình ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ, mà là một đoạn code nhỏ để cho các bạn thấy. Đầu tiên thì mình khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái số nguyên này là kiểu một switch mở ngoặc đóng ngoặc, và đây là một ngoặc nhọn. Các cây này là các trường hợp, nếu là số 1 thì nó sẽ in đây là số 1, và số 2 đây là số 2. Ở đây mình cho cái giá trị ban đầu của nó là sẽ bằng 1, và sau đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy, ở đây mình giải thích, các bạn có thể thấy ở đây thì nó sẽ in ra tất cả cái cây này. Thì đây là một cái tính năng của cái switch này, đây không phải là một lỗi mà mình đính chính, là nó là một cái tính năng không phải là lỗi đấy. Ở đây nếu như các bạn đặt thêm một cái câu lệnh break, break thì là bẻ gãy đấy,
break vào đấy thì chúng ta sẽ in ra từng dòng được ạ. Tức là có thể ngắt ra được ạ. Thêm cái break này vào, các bạn nhớ chấm phẩy vào cái break này. Đấy. Break. Đấy, sau khi thêm cái break này thì ta build lại cái chương trình. Đấy, như vậy là nó đã in ra, đây là số 1 đấy. Với trường hợp là số 2 mình xem như thế nào. Hoặc là số 3 đấy. Đấy. Thì nó sẽ in ra đây là số 3. Đấy. Vậy với trường hợp mà như thế nào thì nó sẽ in ra cái default. Đấy, tức là tất cả các điều kiện ở trên đây nó đều sai. Đấy. Thì nó sẽ in ra cái, nó sẽ đi đến cái default này. Ví dụ ở đây mình đặt 5. Đấy. Sau đánh build. Thì nó sẽ in ra cái dòng default này. Tức là tôi không biết cái số này. Đấy. Các bạn chú ý cái dòng lệnh default này thì các bạn có thể đặt bất cứ ở vị trí nào, các bạn có thể đặt ở đầu, ở giữa, ở bất cứ cứ cái ở đâu, ở trong cái khối lệnh switch này. Ở đây mình có thể đặt ở đầu được. Đấy. Cho nên là cái câu lệnh default này thì bắt buộc mình phải đặt cái nút, đặt cái câu lệnh break này. Đấy. Ví dụ các bạn đặt ở đâu. Đấy, thì nó vẫn ra cái kết quả. Đấy. Như vậy là cái default này thì nó không quan trọng vị trí đặt ở đâu. Đấy. Bất cứ cái vị trí nào ở trong cái khối lệnh switch này thì nó đều được. À, và để làm rõ thêm cái tính tuần tự của nó, tức là từ K1, K2, K1 xong đến K2, xong đến K3, đến K4, K5. Đấy, cứ tiếp tục tăng dần như vậy. Thì mình sẽ xét đến cái ví dụ như sau ạ. Đó là mình có một cái bài toán thực tế là chúng ta phải chia cái một cái dãy gì đó, xếp phân loại nó ra, một cái là lớn hơn 5 hoặc lớn hơn hoặc bằng 5, mà một cái nó sẽ bé nhỏ hơn 5 ấy. Đấy. Ở đây thì mình khởi tạo cái giá trị số nguyên ban đầu sẽ 4 và sử dụng cái switch. Đấy. Ở đây default mình có thể đặt ở đầu hàng cũng được, mà đặt cuối hàng được. Ở đây thì mình sẽ cho nó xuống cuối. Đấy, cho nó dễ nhìn. Ở đây thì với lần lượt K1, K2, K3, K4 và K5. Đấy. À, thì các bạn làm tương tự như cái ở trước. Đấy. Nhưng chú ý rằng cái K1 đằng sau K1 này, K2, K3, K4 này thì các bạn sau cái dấu hai chấm này, sau cái dấu kết thúc, bắt đầu đấy, kết thúc ạ. Thì sau cái dấu kết hai chấm là dấu kết thúc này đấy, thì các bạn không viết cái gì sau đấy, các bạn để trống đấy. Đấy, và những cái sau này các bạn không viết gì cả. Và ở cái K4 này thì các bạn in ra là sẽ là nhỏ hơn 5 và sau đó dùng cái break. Và nếu như tất cả các cái trên đây đều sai thì nó sẽ đi đến cái default này, cái mặc định thì sẽ in ra cái dòng lệnh là nó, dòng là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 5. Đấy. Sau đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ví dụ mình khởi tạo ban đầu là 4 nha. Đấy. Thì nó sẽ in ra là nhỏ hơn 5. Đấy. Bây giờ mình thay đổi là bằng 6. Đấy. Xem kết quả như thế nào. Và đây thì nó đã in ra kết quả là lớn hơn hoặc bằng 5. Đấy. Như vậy là việc cái K1, K2, K3, K4 này thì nó đều có chung một cái mục đích. Đấy. Đó là phân loại ra cái một cái là nhỏ hơn 5 và một cái là lớn hơn bằng 5. Đấy. Thì cái K1, K2, K3, K4 này thì nó chung một cái trường hợp
nên là mình có thể gom những cái cây này lại đấy, cùng chung lại đấy. Đấy, đó trên thì trên đây là những cái giới thiệu cơ bản về cái hàm switch switch số nguyên ạ. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe.